giới thiệu cho mọi người một thông tin rất rất là quan trọng, đó chính là kỳ thi thử GLBT online miễn phí trên app và trên web của Zoomori. Xin phép được nhắc lại là hoàn toàn miễn phí mọi người nha. Các bạn nào mà kỳ trước đã từng tham gia rồi thì mọi người cũng biết đúng không? Đó là vào trong tháng 11 này, tức là tháng cuối thì chúng ta sẽ có 5 cuối tuần thì Zoomori sẽ triển khai 5 đợt thi thử, thường là sẽ bắt đầu từ 19 giờ của tối ngày thứ 6 cho đến hết tối chủ nhật, tức là 23 giờ 59 phút thì mới đóng cổng thi thử. Và mỗi tuần thì chúng ta đều có các bài thi từ N5 cho đến N1 luôn. Vì vậy là các bạn dù đang học ở trình độ nào, đang chuẩn bị thi cấp độ N mấy thì các bạn vẫn có thể là tham gia thi thử cùng Zoomori nha. Ngoài ra là khi mà làm đề thi thử xong, các bạn sẽ có thể xem được bảng xếp hạng top 100. Nếu điểm của mình càng cao đúng không thì mình sẽ càng ghi danh của mình ở trên top đầu đúng không, và các bạn khác vào cũng có thể nhìn thấy này. Tiếp theo là sơ đồ đánh giá năng lực thì chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả của mình được bao nhiêu trên tổng số 180 điểm, xem là phần kỹ năng nào mà mình tốt rồi, phần nào mình chưa tốt để mình lên kế hoạch ôn tập. Đấy. Tiếp theo nữa là được xem lại đáp án ngay sau khi làm bài thi. Có rất là nhiều đề thi thử, tuy nhiên thì các bạn bị hạn chế bằng là các bạn chỉ có được xem kết quả cuối cùng thôi đúng không? Tức là biết điểm thôi. Nhưng với Zoomori là các bạn sẽ xem được tất cả phần bài làm của mình, xem câu nào mình làm đúng, câu nào mình làm sai, và thậm chí là mình có thể là tham khảo về gợi ý cũng như là lời giải thích của giáo viên nữa. Cuối cùng đó là kết quả so sánh qua từng đợt thi. Thì tổng cộng chúng ta có 5 đợt đúng không nào? Thì các bạn nếu mà chăm chỉ đều đặn làm nhé, thì chúng ta sẽ so sánh đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 kết quả của mình có tiến bộ hay không ấy mọi người. Ok, hai. Rồi, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với 20 câu hỏi cuối cùng trong top 100 câu liên quan tới GLBT N3. Hãy sau sơ cực, bên kia Shimacho. Ok, câu 81, xin mời các bạn. Câu đầu tiên nào cả nhà mình. Hãy, bảo Long sàng hay ai desu ne. Bạn Long chọn 2 có nghĩa là doanh thu, ok. Bạn Hà Nông Định chọn 2, ok. Bạn Nam Trần chọn 3. À, bốn đáp án này của chúng ta thì đều bắt nguồn bằng từ udi đúng không? Là bán. Nhưng bây giờ cụ thể là bán gì cả nhà nhỉ? Thảo Lê cũng chọn 3. Vậy là mọi người đang 50-50 nghiêng về số 2 và số 3. Doanh thu một ngày của cửa hàng này là 10 man. Ok, bạn dịch rất là tốt rồi. Đáp án của chúng ta là 2 nhé cả nhà nhé. Từ udiage có nghĩa là doanh thu. Hay. Doanh thu. Rồi, các bạn dịch câu này. Doanh thu một ngày của cửa hàng này khoảng đúng không? Từ này đọc là giác cự, là mức độ tương đối thôi đúng không? Khoảng 10 man là bao nhiêu tiền mọi người nhỉ? 100.000 yên đúng không nào? Còn số 3 nhé, từ urikire, các bạn đang bị hiểu lầm đấy ạ. Từ này nó sẽ mang nghĩa là bán hết. Bán hết. Còn uriba, đây là một từ vựng của sơ cấp của nửa năm đúng không? Là quầy bán. Đấy, chắc chắn là không ok rồi. Quầy bán hàng nhá. Còn cuối cùng từ uridachi, có bạn nào học từ này chưa ạ? Hãy bán ra. So desu ne, đấy là ý nghĩa của từ này. Tuy nhiên có một lưu ý, udidachi nó sẽ mang nghĩa là bán ra một sản phẩm với cái giá thành nó rẻ hơn so với bình thường mọi người ạ. Đấy, thế cho nên bất kể là chúng ta gặp từ udi nào là các bạn cũng có thể là hiểu nghĩa và sử dụng thành thạo nó rồi nha. Hai. Tiếp tục 82. 82 này. Nani nani takusan uri agatte kudasai. 1. Shitsurei shite. 2. Enryo sezu ni. 3. Genshon sezu ni. 4. Sochi shite. Hai. 1 và 4 là shite, còn 2 với 3 là dự nghĩ, đúng không? Mà dự nghĩ là một ngữ pháp rất là quen thuộc của N3, chắc chắn là mọi người ai học được N3 là cũng sẽ được học rồi. Nào, có ai biết nghĩa không ạ? Mọi người chọn mấy đây? Kotae wa nanban desu ka? Thắng Nguyễn chọn 2. Hà Nông Định chọn 2. Đừng ngại mà hãy ăn nhiều vào nhé. Hai. Chính xác ạ. Đáp án 2, endio của chúng ta bình thường là chữ ngại đúng không? Thì dự nghĩ chính là bằng với nai de, có nghĩa là đừng ngại, đừng khách khí đúng không? Mà hãy ăn nhiều vào. Ở đây có từ meshi agare. Meshi agadimas đúng không? Đó là tôn kính ngữ của từ ăn và từ uống dành cho những đối tượng mà mình cần tôn trọng lịch sự, chẳng hạn khách hàng, cấp trên vân vân đúng không? Còn đáp án số 1, shitsurei shite có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Thất lễ. Mình hay nói từ là shitsurei shimasu đó, đúng không nào? Mọi người nhìn chữ Hán thấy quen không? Chính là từ khiêm và từ tốn luôn, và đó cũng chính là ý nghĩa của từ này. Khiêm tốn. Ok ạ. Còn cuối cùng, từ shochi của chúng ta là hiểu, đúng không? Ví dụ hiểu rồi, shochi shimashita. Được chưa nào? Bạn nào mà không biết từ nào đó thì nhớ là memo hoặc chụp ảnh lại màn hình nhá. Sau đó chúng ta tra từ vựng để học lại sau. Ok, tiếp tục. Câu 83 nào cả nhà. 83 có thể gọi là một quán dụ ngữ đúng không? Nó đi liền với từ kuchi là cái miệng. Sau đó mọi người tìm một trong bốn đáp án bên dưới, động từ nào phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này. Gợi ý là cả bốn đáp án đi với kuchi đều có nghĩa. Tuy nhiên các bạn đọc gợi ý ở phía trước xem thế nào nhá.
あの人とは同じクラスなんですが、口を何々ことがありません。はい。1、かけた。2、出した。3、聞いた。4、下げた。はい。Bảo Long chọn 1, Thảo Lê chọn 3. Rồi. Các bạn đang nghiêng về hai phương án là 1 và 3. Đáp án chính xác nhất của 83 sẽ là số mấy? Mọi người đoán được không? Hay, cô tài quá. Sang vàng đề. Từ ki tạ là của từ ki cự mà ra đúng không mọi người? Các bạn dịch câu nè. Mình sẽ có cả cụm cứ chiếu ki cự là nói chuyện. Được chưa? Nói chuyện. Vậy là tôi và bạn ấy đúng không? Học chung lớp với nhau. Thế nhưng về tạ của tổ gạ arimasen lại chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Các bạn có thấy không ạ? Rõ ràng học chung lớp đúng không? Nhưng mà chưa từng nói chuyện với nhau. Câu này có thể nói là một câu khá là khó đúng không? Có bạn nào thích học quán dụng ngữ không? Nó là những cái nó hơi mang tính chất là trừu tượng một chút xíu đúng không ạ? Nhiều cái nó dễ là mình có thể suy ra luôn từ nghĩa bóng. Nhưng mà nhiều cái thì các bạn cần phải học thuộc, cần phải nhớ nó theo nghĩa trừu tượng ấy mọi người. Đấy, hơi khó một tí chút. Ok, rồi. Đầu tiên từ kuchio kakeru thì nó sẽ mang nghĩa là nói về, thảo luận về một cái chủ đề nào đấy đúng không mọi người? Nhớ nhé. Thảo luận về. Hay. Còn số 2 là kuchiyo đa sự, không phải cái gì cái miệng đi ra cái gì đâu mọi người nhá, mà mình sẽ dịch là can thiệp vào. Hãy can thiệp. Mọi người nhớ chưa? Ghi lại nhanh nhá. Còn số 4 mình có kuchiyo sagedu, có nghĩa là gì cả nhá? Nói ra hoặc là bày tỏ. Đó, thì sau khi nghe xong các nét nghĩa của ba đáp án còn lại, mọi người thấy là để ghép lên câu trên thì không hợp lý một chút nào đúng không? Vì vậy, đáp án là 3. Được chưa nào? Hãy. Tiếp tục 84, chắc là sẽ dễ hơn đấy. 84 về động từ. 試験の前に英語の単語を一生懸命に何々1暗記した、2記録した、3清書した、4記入した。はい。どうしようかな。何番ですか、皆さん。Hữu Tùng chọn 2, Hà chọn 1, Nam Trần chọn 2. Ok, hãy. Cô tài quá. Ichiban desu. Mọi người đều làm đúng rồi đúng không? Anki có nghĩa là học thuộc lòng mọi người ạ. Học thuộc lòng. Rồi, chúng ta dịch câu trước xem có hợp lý không nhá. Đó là trước kỳ thi này thì tôi đã học thuộc lòng một cách thế nào nhỉ? Isokenmei là miêu tả rất là cố gắng ấy, đúng không? Học thuộc lòng cái gì, tân ngữ của nó đây ạ? Là những từ vựng tiếng Anh. Hay, bà lạc lối vừa hỏi ý nghĩa của từ tango, đúng không? Chính là từ vựng nhá. Từ vựng. Hay. Còn ký đô cự thì nó sẽ mang nghĩa là ghi chép. Từ này có hai nghĩa, nếu giữ chức năng làm danh từ thì nó sẽ là từ kỷ lục đúng không? Mọi người nhìn thấy chữ ký và chữ lục phải không nhỉ? Nhưng ở đây vì có đuôi shita tức là động từ nên là mình chỉ ghi nghĩa là ghi chép thôi mọi người nhá. Còn từ seisho mọi người nhìn thấy không ạ? Hãy, sho nó sẽ liên quan tới thư là viết, mà bên trước là viết sạch á, viết sạch tức là sao nhỉ? Là bản viết chính thức. Hãy. Viết chính thức. Để giải thích kỹ hơn cho mọi người hiểu á thì chúng ta thường là viết nháp đúng không? Mình vẽ giản ý các thứ thôi. Còn khi mà mình viết thật vào tờ giấy thi chẳng hạn này thì đấy chính là viết chính thức, viết sạch, viết đẹp, viết cẩn thận, chỉn chu đúng không ạ? Thì đấy chính là động từ seisho sư đựng của chúng ta nhá. Còn cuối cùng từ kinyu chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, nó là từ điền vào ạ. Thường là những cái form đăng ký này hoặc là hồ sơ giấy tờ mà chúng ta cần điền thông tin vào thì người ta sẽ sử dụng động từ này, kinyu sư đựng. Hay, mọi người cố gắng ghi nhớ nha. Em học trước quên sau sensei ơi. Thế thì mình lại học lại. Thật ra cái vấn đề học trước quên sau thì không chỉ mỗi bạn Tùng đâu, mà các bạn khác cũng thử xác nhận xem đúng không? Ai đi học mà chẳng thế? Hay không ai có thể gọi là học một lần rồi nhớ mãi mãi được đâu. Mình cũng vậy ạ. Nhưng khi mà chúng ta đã học kỹ một lần rồi thì khi mà mình ôn lại nhá, mình chỉ ôn những cái mà mình đã quên thôi, thì các bạn có công nhận nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, đúng không nào? Với lại là mọi người cố gắng duy trì theo tần suất ấy. Ví dụ hôm nay mình học được 10 từ chẳng hạn. Ngày mai mình ôn lại 10 từ đấy. Ví dụ như mình chỉ nhớ được 8 thôi mà mình quên 2 thì một tuần sau mình lại ôn lại tiếp, nửa tháng sau, một tháng sau mình lại ôn lại tiếp đúng không ạ? Thì mình cứ lặp lại ngắt quãng như thế thì dần dần là mình sẽ nhớ được. Ok, quay lại câu này của chúng ta nhé. Rất nhiều bạn đã chọn 2 rồi, bạn Nhàn này, bạn Hà, bạn Bảo Long, bạn Thảo này và bạn Anh Nam cũng chọn 2. Ok. Từ shodai của chúng ta là tương lai đúng không? Các bạn dịch thử câu nào. Tương lai. Rồi. Chủ ngữ ở đây là oya, các bạn đọc được không nhỉ? Chữ Hán ok nhá. Oya là bố mẹ này. Và ta đi 1, V1. Ta đi sư đự là V2, là mang tính chất liệt kê đúng không? Bố mẹ thì luôn mong chờ đúng không ạ? Và yên tâm về tương lai của con cái mình. Đúng không? Không, ai thì cũng luôn đặt nhiều kỳ vọng vào con cái mình sẽ thành công, sẽ giỏi giang hoặc là sẽ mạnh khỏe đấy. Thì tức là họ đang rất là kỳ vọng, đang mong chờ và yên tâm về tương lai của con cái mình. Còn lại cá cộ chính là từ trái nghĩa đúng không? Nó là từ quá khứ mọi người nhá. Quá khứ. Rồi, còn gen dịch sự là chữ hiện và chữ thực. Hai, hiện, thực.
Số 4, từ Dainichi là đến Nhật thôi, tức là Nihongi, cư trú ấy mọi người. Nhưng mà nhiều khi trong chữ Hán dễ này nhưng mà các bạn hay bị đọc nhầm lắm. Mọi người không đọc được là Dainichi đâu, nên mọi người chú ý nhé. Đúng rồi, cảm ơn các bạn đã dịch rất là tốt ạ. Hai, ok. Tiếp tục nào, câu 86. 86 trong 4 đáp án của mình có 4 số 1. Xem một gì cả nhà nhé. Sore wa nani nani no dekiboto datta kara nani ga okita ka wakaranakatta desu. 1. 1 回 2. 1 日 3. 1 度 4. 1 瞬. Câu này nhìn đáp án nó trông có vẻ là ngắn gọn, dễ dàng, xúc tích thế thôi. Nhưng mà không dễ lắm đâu đấy. Mọi người đặc biệt lưu ý phải giữ cái đồ lạnh nha. Sore wa nani nani dekiboto datta kara, đúng không? Vì đó là một chuyện chấm chấm. Cho nên tôi wakaranakatta, tôi không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Số mấy nào? Bạn Thái chọn 1, bạn bé xử nữ chọn 1, Nam Trần chọn 3. Thật ra là chưa thấy đáp án nào đúng luôn đấy mọi người. Chưa ai chọn đúng luôn. Hai, đáp án là 4 ạ. Hai, dán lên thế nè. Số 1, từ Ichun của chúng ta là mang cái tính khoảnh khắc ấy mọi người, là chốc lát, là chớp mắt đấy đúng không? Tức là nó diễn ra cực kỳ nhanh luôn. Tại sao câu này đúng nhá mọi người, thử dịch này. Đó đúng không? Là một sự việc mà nó xảy ra nhanh như chớp mắt, cho nên tôi hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đã xảy ra luôn ấy. Đấy, mình chưa kịp định hình định thần lại cái là đã thế rồi. Được chưa? Các bạn hiểu câu này không nhỉ? Dịch lại cho mọi người nghe nhá. Vì đó là một sự việc xảy ra như thế nào mình vừa nói nhỉ? Chớp mắt đúng không? Tức là nó rất là nhanh, thế cho nên tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ok là chưa? Số 1 với số 2, số 3 đều dễ đúng không? Các bạn đều học hết rồi. Số 1, ikkai là một lần đúng không ạ? Một lần nói về tần suất ý. Đấy. Thường thì ikkai nó cũng rất là phổ biến trong hội thoại hàng ngày này. Rồi là nói nhấn mạnh về cái số lần mà mình thực hiện hành động. Ví dụ thuốc này uống một lần một ngày này. Hoặc là một năm tôi đi du lịch một lần. Đó. Còn từ ichido mặc dù cũng dịch là một lần, nhưng mà nó sẽ nghiêng về cái tính trải nghiệm ấy mọi người. Ví dụ như tôi đã từng mặc kimono một lần rồi này. Hay là tôi đã từng làm gì nhỉ? Tôi đã từng chụp ảnh với idol này một lần rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ nghiêng về cái tính trải nghiệm và bối cảnh thì nó cũng trang trọng lịch sự hơn cả nhà nhá. Còn Ichinichi thì không có gì phải bàn rồi đúng không? Chính là một ngày thôi. Đấy, mọi người hiểu rõ hơn chưa nhỉ? Tiếp tục nào. 87. Câu này thì có nhiều bạn đang chọn 4 này. Thảo Lê 4, Ha Ha 4, Bé Sử Nữ 4, Lê Dũng 4. Câu này lại dễ quá. Đấy, đề thi cũng thế mọi người ạ. Có câu khó, có câu dễ chứ. Không thể nào mà nó dễ suốt để mình gọi là ăn may, đánh lụi hay là khó quá để mình bò đầu bứt tai đúng không? Cái câu này, câu kia nó bù trừ cho nhau nhá. Câu này thì các bạn đều làm đúng. Đáp án 4, Eoko. Đúng không? Chắc câu này còn nhớ 4 rồi ấy nhỉ? Đấy, trời nóng nhỉ, đúng không ạ? Eoko wo iremasho, đúng không? Đó, bật điều hòa lên nhé. Còn lại, gasoline là gì nhỉ? Xăng, ok, chính xác. Đáp án 1 là xăng. Đấy, viết đây cho mọi người dễ nhìn, dễ theo dõi nhá. Xăng này. Số 2, check cự chính là kiểm tra. Cái từ check mà chúng ta hay nói suốt ý, đúng không? Kiểm tra, check cái này, đó. Còn từ số 3, speed là speed, nghĩa là gì? Tốc độ, được chưa nào? Ok, hãy tiếp tục. 88, ok, 88. Một tính từ để bổ nghĩa cho hito, đúng không? Đây là người như thế nào ạ? Kanojo wa maikai watashi ni ogorasete nani nani hito da. 1. 学校悪い 2. 真面目な 3. ずうずうしい 4. おとなしい. Bạn Lê Dũng chọn 2, 真面目な 人. Trần Văn Sang chọn 4, Bảo Long chọn 2, Trịnh Vũ 2. Ô mọi người nghiêng về 2 nhiều à? Xin chia buồn với cả nhà là 2 không phải là đáp án ạ. Quay xe đi ạ. Mình nghĩ kỹ hơn một tí đi. Bây giờ mình loại 2 nhá, gợi ý 2 sai rồi. Bạn Vũ Triều chọn 3, bạn Subi chọn 4. 3, 4. Nam Anh cũng chọn 4, anh Nam chứ nhỉ? Anh Nam Nguyễn chọn 4, Bùi Bạch Dương 4. À, lại là một câu khó à? Lồng ghép khó dễ à mọi người? Câu này mọi người làm sai nhiều quá, đáp án là 3 nhá. Tập trung. Nghe giảng kỹ câu này nhá, xem tại sao mình làm sai này. Kanojo wa, cô ấy đúng không? Cô ấy là người như thế nào mà mai cai là lần nào cũng bắt tôi phải. Phải gì mọi người? Phải chiêu đãi, phải mời cô ấy đúng không? Ví dụ như lúc nào đi ăn đi chơi là tôi cũng phải trả tiền hết. Thế bây giờ mình đánh giá cô gái là người như thế nào ạ? Mà chiêu mê á, không được đúng không? Làm sao mà nghiêm túc? Nghiêm túc là những người mà họ làm việc rất là chăm chỉ, rồi là họ tác phong các thứ đều rất là chỉnh chu ấy mọi người. Đấy, sai nhá. Các bạn lại chọn 4, otonashi là gì ạ? Thứ nhất, nếu mà dành cho trẻ con ấy thì nó sẽ dịch là dễ bảo đúng không? Tức là ngoan ngoãn nhá, vâng lời. Còn người lớn thì mình hay dịch là trầm tính, tức là họ ít nói, kiểu hướng nội ấy mọi người.
cũng không đúng không? Đấy, không trầm tính. Cà cô Va Đưa thì mọi người biết từ cà cô y rồi, là những người mà họ có phong độ rồi là đẹp trai, ngầu đúng không ạ? Thì Va Đưa chính là từ trái nghĩa thôi, là những người mà họ lôi thôi luộm thuộm lếch thếch, nói chung là không đẹp. Còn cuối cùng dư dư chị, có thể là các bạn chưa từng học bao giờ, nhưng thông qua ba đáp án này mà có loại trừ được không ạ? Được chứ, đúng không? Vậy nói tóm lại, từ dư dư chi của chúng ta là những người trơ trẽ, người vô liêm sỉ. Chưa hào đúng không? Đây là một tính từ gọi là chê bai rồi là khiển trách đối phương cực kỳ thậm tệ luôn ạ. Nghe lại nhá. Trơ trẽ này, vô liêm sỉ. Được chưa? Ừ, trơ trẽ là từ vựng N2. Ừ. Các bạn phải xác định trước như thế này, đó là mặc dù gọi là đề N3, nhưng bạn nào mà có kinh nghiệm đi thi rồi ấy, thì mọi người sẽ biết là nó sẽ có một chút xíu từ vựng ngữ pháp kiến thức của N2 đẩy xuống ấy, nhưng mà kiến thức này chắc là tầm đầu đầu N2 thôi, nó không quá khó đâu ạ. Nên nếu mà mọi người có thời gian, tức là bây giờ mọi người học chắc N3 hết rồi, thì có thể tham khảo một chút xíu về những kiến thức cơ bản nhất của N2, còn không thì không sao cũng được ạ. Thì mình sẽ đặt mục tiêu là mình ôn tập thật là chắc và làm nhiều đề của N3 để mình có thêm kinh nghiệm. Vì trong quá trình làm đề ấy, là chúng ta cũng sẽ chắt lọc được những cái kiến thức mới đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ học thêm, mình coi nó như một từ mới, coi nó như một ngữ pháp mới và mình học tiếp ạ. Quay lại với câu này, bạn Bạch Dương chọn 2, Bảo Long 2, Thanh Nhàn 1, Quang Hải 1, Lê Dũng 2, Văn Sang 1, Vũ Triều 2, Nhã Văn 2, Anh Nam 2, 2 1, 1 2. Đáp án phải là 1 ạ. Cà cỡ. Mặc dù là mọi người có thể không biết được hết các từ vựng hay là không dịch được câu, nhưng các bạn nhìn mỗi từ này thôi ạ. Ibi kio ca cự là cả một cụm của chúng ta luôn nhá, có nghĩa là ngáy nhá mọi người. Được chưa? Thế là khi mà học ấy, hầu như hôm nào cũng nói luôn ấy, là các bạn phải học theo cụm, học ibiki là ngáy rồi. Thế bây giờ động từ đi kèm với nó là gì? Chắc chắn phải tìm được ca cự, được chưa nào? Thì thứ nhất là đi thi các bạn khoanh được luôn, rất nhanh, rất dễ dàng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thứ hai là phản xạ trong cai hòa ấy ạ, là các bạn cũng sẽ nói tự nhiên hơn, rồi là mọi người trơn tru hơn ấy, đúng không? Còn câu này thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Chi chi ba nê đủ tọ. Bố tôi ngủ ấy, thì lúc nào cũng ngáy rất là to. Okina, đúng không? Ngáy to. Còn đa sự thì thường nó sẽ mang nghĩa là nộp chẳng hạn này. Ví dụ, đề bố tổ đa sự, đúng không? Nộp báo cáo. Hay là lúc đấy mình có từ tốc độ, các bạn còn nhớ không đây? Tốc độ, đúng không? Speed đồ đa sự có nghĩa là mình tăng tốc độ, được chưa nào? Còn sức cự thì hay mang nghĩa là gắn, dính, đính một cái gì đấy. Ví dụ, trên áo có dính nước sốt, mọi người nói được không? Phư cử ní, nước sốt là gì nhỉ? Sô sử gạ si tê ma siốt, đúng không? Áo bạn đang dính nước sốt kia kia. Đó. Còn cuối cùng từ này đọc là gì nhỉ? Đọc là phứ gia sử, đúng không? Đây là chữ tăng mà, thì nó sẽ là làm tăng. Ví dụ như lúc đấy các bạn học cái từ từ gì nhỉ? Doanh thu rồi đúng không? Ừ đi a ghê đấy ạ. Bây giờ mình làm tăng doanh thu lên thì sẽ là ừ đi a ghê ốt phứ gia sử. Được chưa nào? Hãy cố gắng đặt thật là nhiều ví dụ cho quen nhá. 90. Không hẳn đâu Triều Sáng ạ, như các ví dụ mà mình vừa lấy ấy, thì đa sự nó vẫn đi về ốt được bình thường. Ví dụ như là đề bô tố đa sự này, đúng không? Sbi đồ đa sự vân vân, nó không có cố định là phải đi với trợ từ gác mới được đâu nhá. Gác thì thường hay đi với đê rự chứ không phải là đa sự. Ui em cũng đoán nghĩa là ngáy mà không đoán được ra động từ. Đấy, phải học động từ của nó nha. Lên rồi xin xe ạ. Đấy, có Nhã Văn vào phát là lên ngay đấy ạ. Công bao va 90 nào. Đúng rồi, bố tôi ngáy rất là lớn. Giống hệt, ừ, ngày mai chọn 2. Giống hệt shokuri hay. Mà ngày đầu là chữ Hán không? Chữ này đọc là gì nhỉ? Hong mono. Đúng nào. Hong mono nani nani na inu no nuigurumi. Đây là một từ mới nào. Nuigurumi là cái gì nhỉ? 1. Hakkiri 2. Sokkuri 3. Yappari 4. Nikkori. Nam bằng desu ka? Ừ. Sang là 2, giống hệt này, Quang Hải cũng 2, bạn Hà chọn 2. Giống hệt so desu ne, chính xác. Các bạn dịch câu này nào. Hommono là gì? Nuigurumi là gì ạ? Lý do tại sao mà người chọn được hai? Con chó nhồi bông nhìn như thật. Con chó bông giống hệt chó thật. Thật á? À? Có phải giống hệt chó thật không? À. Ok. Thú nhồi bông đúng rồi, nuigurumi là thú nhồi bông đúng không? Thú nhồi bông này thì có hình dạng là một con chó và nó giống hệt như là thật. Ừ, gì bạn à, bạn gì nhỉ? Bạn Mai gì cũng khá là hay đúng không? Mà giống như một con chó thật luôn ấy. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi cái là làm ở bông thôi, đúng không? Còn số 2, à số 1, Hakkiri chúng ta nói suốt rồi đúng không? Là từ rõ ràng. Đấy. Rồi, số 3, Yappari là quả nhiên là. Đấy, bạn nào mà học mẹo chokai đúng không? Nhìn thấy Yappari cái là biết đáp án ở đâu liền, đúng không ạ? Yappari. Còn số 4, Nikkori là gì nhỉ? Cười mỉm đúng không nào? Cười mỉm bằng với Nico Nico á. Đấy, cười mỉm, cười tủm tỉm.
Ok, rồi trước khi sang câu 100 thì mình xin phép được giới thiệu một chút xíu về khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc của Dũng Modi mọi người nhé. Ngày khai giảng là ngày 4 tháng 11, dành riêng cho bạn nào mà muốn luyện nhiều đề hơn, chuẩn bị tinh thần, tâm lý, kỹ năng sẵn sàng trước kỳ thi thật thì các bạn có thể tham khảo khóa học này. Sẽ được học vào khung giờ 19 giờ đến 21 giờ Việt Nam tối thứ 2, 4, 6 do 4 thầy cô phụ trách, đó là thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền. Và đặc biệt là sẽ có 3 cấp độ từ N3 cho tới N1 mọi người nhé. Trong khóa này thì chúng ta sẽ được tổng hợp kiến thức, tiếp theo là có những kỹ năng, phương pháp, mẹo làm bài nhanh hướng tới mục tiêu là sẽ tăng 20 đến 30 điểm trước khi đi thi thật. Trong trong gì nhỉ? Trong livestream đúng không? Mà mọi người đăng ký thì các bạn sẽ được nhận ưu đãi, thứ nhất là tặng bộ ebook, thứ hai là tặng kèm khóa luyện đề trên app trị giá lên tới chạm 900.000 đồng, và đặc biệt hơn là sẽ cam kết đỗ nhá. Nếu mọi người học xong khóa này mà đi thi không đỗ thì sẽ được học lại một lần hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà mong là tất cả chúng ta đều sẽ đỗ, thậm chí là đỗ điểm thật là cao. Chứ nào. Hãy ok, quay lại nha cả nhà mình nha. 90 91 91 ạ. 被害者の何々を保護する。mọi người học đến từ保護 chưa? Số 1 プライベート, số 2 プライバシー, số 3 プライド, và số 4 là プラン. はい。カタカナ. Bạn định chọn 2, Bảo Long chọn 2 là プライバシー. Subi dịch là riêng tư rồi. Ok ạ, chính xác. Đáp án của chúng ta là 2 nha. Privacy là quyền riêng tư ấy mọi người. Thì trong câu này mình có thêm từ hồ gộ là bảo vệ quyền riêng tư, rất là hợp lý đúng không? Mà của ai đây nhỉ? Thì gai sẽ chính là của nạn nhân. Đúng rồi, là bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, được chưa ạ? Còn từ private, bạn nào dịch được không ạ? Thật ra nếu mà trong tiếng Anh là nó cũng là kiểu cùng từ loại ấy đúng không? Chịu thua à? Khó quá à? Muzukashi sugi. Đấy, một cũng là riêng tư mà, đúng rồi. Mình đang định giải thích cho mọi người này, bởi vì số 1 và số 2 nó đều dịch là riêng tư ấy. Nhưng tại sao chúng ta chọn 2 mà lại quay xe với 1? Nào, có bạn nào giải thích được giúp mình không? Và 3 với 4 thì nó kiểu khác biệt hoàn toàn đúng không? Không liên quan gì đến ý nghĩa nên các bạn không chọn. Cái số 1 nhá, private, nó là cá nhân mang tính chất là thời gian cá nhân này, rồi là không gian cá nhân, cuộc sống cá nhân, hoặc đây là vấn đề của cá nhân tôi thôi. Thì lúc đấy mình hay dùng từ private na jikan này, private na mondai, đúng không nào? Còn nếu mà mọi người thấy động từ là hogo là bảo vệ chẳng hạn, thì mình hay gọi là bảo vệ quyền riêng tư, đúng không? Đó, thì nó sẽ đi với privacy o hogo suru, là những cái sự bảo mật thông tin cá nhân của mình, được chưa? Mình giữ kín, mình không chia sẻ, mình không công khai. Đó, còn số 3 từ pride thì nó sẽ mang nghĩa là lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh hoặc là sự tự hào, đúng không nào? Còn cuối cùng là cái dễ nhất, plan, chính là kế hoạch, plan ấy. Kế hoạch. Được chưa? Mọi người nghe rõ không nhỉ? Đúng rồi, private ấy. Ok, 92 nha. Tabako wa nani nani de zutte hoshi. Hay. Mình có một ngữ pháp VT hoshi. Đậm chất N3 đúng không? Đừng ai bảo là N2 nữa nhá. Số 1 là banda, số 2 chidashi, số 3 beranda và 4 là pasento. Bảo Long 3 là ban công, Trần Văn Sang 3, Hà Nông Định 3. Ok, chính xác. Beranda là ở đâu mọi người nhỉ? Ở ban công đúng không nào? Ban công. Còn ngữ pháp VT hoshi là mình muốn người khác làm gì. Cụ thể ở đây là tôi muốn đúng không? Tôi muốn anh, tôi muốn bạn là hãy hút thuốc ở ngoài ban công đúng không? Ở trong đây mùi lắm, không ngửi được chẳng hạn. Đấy. Còn số 1 từ panda là gấu trúc đúng không nào? Gấu trúc. Số 2 là gì nhỉ? Chidashi là tờ rơi nào. Còn số 4 từ percento là phần trăm nhé. Mọi người biết hết chưa ạ? Câu 93 nào. Shichi gatsu ni haitte kara maibang nani nani nerarenai. 1. Nasakenakute. 2. Mushi atsukute. 3. Jama kusakute. 4. Mendo kusakute. Hai. Mọi người thử dịch đi. Oi, ừ. Subi 2, Bích Phương 2. Nóng oi bức. Nóng như lò thiêu. Hay. Mọi người ví von so sánh hay quá. Bạn Phi Tham Mựa chọn 2. Thái Lê 2. Hà Nông Định là nóng oi. Đúng rồi. Bình thường mình ạt sư đã nóng lắm rồi đúng không? Nhưng đây là mushi. Bạn nào mà học những cái động từ liên quan tới nấu ăn ấy thì mushi là hấp đúng không? Mọi người tưởng tượng là nóng như là mình đang bị hấp ý, hấp chín ấy. Đấy, thì đây là oi bức. Oi bức, đúng không nào? Đặc biệt là vào tháng 7, chính xác đúng không? Là trời vào tháng 7 thì tối nào cũng oi bức, khiến tôi không thể nào mà ngủ nổi, đúng không? Không ngủ được. Rồi, thế còn 1, 3, 4 nào.
Ok, đúng rồi. Từ nasakenai của chúng ta là xấu hổ này, nhục nhã này, đáng hổ thẹn, đáng trách, đúng không? Nó là một tính từ khá là tiêu cực đấy, phê phán, chê trách đấy. Còn số 3 từ jamakusai thì mọi người hay học từ jama rồi thì nó vẫn là đồng nghĩa với nhau nhá. Đó là sự cản trở này, vướng víu này. Còn số 4 từ mendokusai là phiền phức, phiền hà, đúng không nào? Hãy mình đi tiếp nhá. Câu 94. 94 nghe có vẻ ngắn ngắn nhá, có dễ không nào? Bốn tính từ đuôi y ạ. Mushi ni sasareta tokoro ga nani nani 1 nibui 2 minikui 3 usui 4 kayu. Phi tham ngữ 4. Trấn văn sang 4 là ngứa, chính xác ạ. Hay kayu của chúng ta là ngứa. Lý do chọn 4 là bởi vì vế đằng trước của chúng ta là chỗ đúng không, mà đã bị côn trùng cắn, xa sự là trích đốt cắn, tùy vào cái con đấy là con gì đúng không. Đấy là chỗ mà bị côn trùng đốt hay là côn trùng cắn thì rất là kayu, ngứa đúng không nào. Nibui hay like tuần trước đúng không? Chúng ta đã gặp từ này rồi. Nhì bươi nếu mà xét về chữ Hán thì nó của N2 đấy, nhưng mà tính từ thì N3 thôi đúng không? Các bạn biết chưa ạ? Đấy, thứ nhất nó sẽ dịch là cùn. Cùn mọi người nhé. Chữ xấu quá. Cùn nha. Đó, nói về những cái vật sắc nhọn, ví dụ như là dao, kéo này. Còn thứ hai là chậm chạp nữa. Chậm chạp là nói về cử chỉ, động tác ấy ạ. Đấy, làm cái gì lê ma lê mề, chậm chạp đúng không nào? Còn số 2 từ minikui là xấu xí. Xấu xí, khó coi. Đấy. Khó coi. Số 3 mình cũng học nhiều rồi đúng không? Usui là mỏng hoặc là nhạt. Còn số 4 là ngứa. Hãy. Wakarimashita ka? Hãy. Tsugi wa 95 ban. Watashi no kaze ga musuko ni mo nani nani shimatta. 1. Kawatte. 2. Susunde. 3. Utsutte. 4. Todoite. Hãy. Câu này mình rất là đặt niềm tin hy vọng và mọi người sẽ làm đúng hết đấy. Bạch Dương chọn 3. Vũ Triều chọn 3. Hãy. Thanh Nhàn cũng chọn 3, chính xác ạ. Hãy. Từ này là từ di đúng không? Thế cho nên nó sẽ có hai nghĩa, một là di chuyển, hai là liên quan tới bệnh tật thì mình sẽ dịch là bị lây nhiễm cho người khác đúng không? Tức là con virus từ người mình bị lây sang cho người kia. Đấy. Thì câu này sẽ là cái bệnh cảm cúm của tôi đúng không? Thì đã lây sang cho con trai mất rồi. Hãy. Số 1 kawatte chính là từ thay đổi. Thay đổi. Số 2, susunde là chữ tiến đúng không? Nên các bạn sẽ dịch là tiến lên, tiến triển, vân vân. Số 4, todoite là được chia của động từ todoku, nghĩa là được gửi đến, được chuyển đến. Hãy, được chưa nào? Oboite kudasai ne. Bệnh cảm của tôi đã lây sang cho con tôi. Ok, rất tốt ạ. Tiếp tục, 96. Kotoshi wa murasaki iro tsukatta session ga nani nani. Mọi người biết đây là màu gì không? Murasaki iro. 1. Ryūko shiteru. 2. Hakken shiteru. 3. Hansei shiteru. 4. Jikko shiteru. Hai. Nam bằng de shou ka? Cố lên mọi người ơi. 96 rồi, mình sẽ giải quyết đến câu 100 nha. Đúng rồi, đây là màu tím chính xác. Bích Phương 1, Vũ Triều 1. Hoàng Thanh chọn một thịnh hành, rất tốt ạ. Ở đây mình thấy từ lưu và từ hành đúng không? Nên nó sẽ mang nghĩa là lưu hành, thịnh hành, phổ biến, hot trend, nổi tiếng đúng không? Đấy, tùy vào trường hợp các bạn linh động dịch theo nét nghĩa phù hợp nhất nhá. Còn trong trường hợp này, Kotoshiwa năm nay đúng không? Tiếp theo là fashion, chính là thời trang đúng không nào? Fashion, thời trang như thế nào? Là những cái trang phục mà nó có màu tím ấy thì rất là được ưa chuộng, rất là thịnh hành đúng không ạ? Đó. Còn hạt kia nhìn vào chữ Hán mọi người cũng đoán được ngay, đây chính là từ phát và từ từ kiến đúng không? Thì mình sẽ dịch là phát hiện, được chưa? Phát hiện. Rồi, số 3 là gì nhỉ? Hanse. Hanse là mình đánh giá, mình kiểm điểm lại bản thân ấy, mình nhìn nhận lại xem mình làm sai ở chỗ nào đúng không? Hay còn số 4 từ jikko, nhìn chữ Hán cũng ra âm Hán Việt là chữ thực và chữ hành đúng không? Thì nghĩa của nó là thực hành luôn ạ. Thực hành, thực hiện nhá. Hay mọi người biết hết chưa? Quên từ nào thì phải memo nhanh từ đấy nhá. Ừ đúng rồi, bây giờ mình hay có kiểu là hot trend đúng không? À, không phải giảm thiểu đâu Phương Anh Phan nhé, giảm thiểu mình dùng từ gensho này đó. Còn từ hansei ở đây là khi mà mình đánh giá, mình kiểm điểm, nhìn nhận lại bản thân mình, thế chưa nào? Tiếp tục mời các bạn sang câu 97. Ngay đầu có một từ mới đúng không, các bạn thử dịch từ này được không ạ? Dakurai de kono, kono gì đây nhỉ? Fukin wa nani nani shita. 1. Hatsuden. 2. Teiden. 3. Soden. 4. Kaden. Hãy liên quan tới đen nào, lại học chữ Hán tiếp, học 1 nhớ 4. Mọi người thích chữ nào đây? Số 2, cúp điện này. Đấy, Quang Hải cũng chọn 2. Mọi người dịch câu này như thế nào nhỉ? Ở đây có
Hai từ mới là từ Rakurai và từ Fukin, đúng không? Hai, Mỹ chọn 2, Phi Tham Mự 2, Hà Nông Định 2, ngày mai chọn 2. Ok. Rồi, so this nè, chính xác, các bạn đều chọn phương án số 2 rồi. Hai. Số 2 mình có từ tê đen, có nghĩa là đình điện, có nghĩa là mất điện, đúng không? Và lý do tại sao mất điện nhỉ? Dakurai đệ, đấy là chính nguyên nhân lý do đấy ạ, là do sét đánh, đúng không? Do sét đánh, thế cho nên khu vực này bị mất điện. Mọi người nghe kỹ phương án dịch chưa? Còn số 1 mình có từ Hatsuden là phát điện nhá, ví dụ trạm phát điện ấy, đấy, Hatsuden. Số 3 từ Soden có nghĩa là tải điện, bởi vì so ở đây là thứ gửi mà, đúng không? Nghĩa là tải điện. Còn số 4 từ Kaden thì rất là dễ rồi, là đồ điện gia dụng trong gia đình mình, bởi vì chữ K chính là chữ ra luôn. Hay. Gides 98. Kankyo osen wa zen sekai ni nani nani suru mondai da. 1. Futsu. 2. Kyotsu. 3. Fukyu. 4. Tsuyo. Hay, 5 bằng desu ka? Vũ Triều chọn 2. Phi Tham Mự chọn 3. Hay, hai bạn đầu tiên đã chọn hai phương án khác nhau rồi. Hà Nông Định cũng chọn 2, Kyotsu. Bảo Long chọn 2, ý nghĩa là chung. So desu ne. Ok, rất là nhiều bạn đã chọn 2. Từ Kyotsu có nghĩa là chung nha cả nhà nhé. Chung. Hay. Còn Kankyo Sen là ô nhiễm môi trường, đúng không? Là một vấn đề chung trên toàn thế giới, đúng không ạ? Hai, vấn đề chung nhá. Kyotsu suru mondai. Còn số 1 từ Futsu, từ này đã chính thức ra vào đề thi N3 rồi, mình không nhớ chính xác, khoảng năm 2021 à 2022 gì đấy. Thì Futsu nó có nghĩa là phổ thông, là bình thường thôi, đúng không? Bình thường thôi, bình thường thôi đấy, đấy. Còn từ Fukyu mình sẽ có là từ phổ cập, phổ biến. Còn cuối cùng từ Tsuyo của chúng ta là gì các bạn biết không ạ? Là có hiệu lực, là được chấp thuận. Được chưa nào? Ok, rồi. 99. 99 nào. 緊張すると何々が硬くなって怒っているように見えてしまう. 1. 表現. 2. 表情. 3. 顔色. 4. 笑顔. Hai, bạn Hà Nông Định chọn 4. 笑顔. Chưa đúng rồi, quay xe luôn. Thanh Nhàn chọn 1, 表現. Cũng chưa đúng. Bạn Mỹ lại chọn 4, cũng chưa đúng. 1, 4 không phải đáp án nha. Mọi người đang nghiêng về 1, 4 nhiều quá. Quay xe gấp nào, cua đi. Bây giờ chỉ còn Hyojo và Kaui Độ thôi. Bé xử nữ chọn 3. Ngày mai chọn 3. Thêm một bạn nữa thôi, anh Nam chọn 1. Rất tiếc, câu này mọi người lại làm sai rồi. Từ Hyojo là cái biểu cảm trên khuôn mặt của mình ý. Được chưa nào? Hãy thử dịch câu nhá. Khi mà tôi căng thẳng thì biểu cảm trên gương mặt của mình trở nên cứng nhắc, đúng không? Cả tai mà, trở nên cứng. Và nhìn thì cứ giống như là tôi đang tức giận vậy. Được chưa nào? Không cười, cứ kiểu căng thẳng rồi làm trông giống như mình đang nổi giận cho mọi người. Bạn nào chưa biết từ này thì memo nhanh nhá. Biểu cảm ở trên gương mặt. Còn Hyogen là biểu hiện cơ. Biểu hiện. Biểu hiện cứng, không hợp lý đúng không? Không có Hyogen đã cả tai được đâu mọi người ạ. Còn Egao là gương mặt tươi cười mà. Tươi cười xong bên dưới lại trông giống như tức giận à? Không được đúng không? Mà có ai kim chô căng thẳng trong cứ cười cười này không? Không, cũng không đúng không? Còn cao y độ là từ sắc mặt đấy mọi người. Cao là mặt, y độ là màu sắc ấy, thì ghép lại là sắc mặt. Thì ví dụ hôm nay sắc mặt bạn trông kém nhỉ, bạn đi ốm mà đúng không? Thì đấy là trường hợp sử dụng nhá. Hyojo đúng rồi. Ok, câu cuối cùng 100. Mainichi zangyo bakari de, lại là gặp ngữ pháp nè. Mo shintai ga nani nani da. Shintai. Hai. 1. ボロボロ 2. オロオロ 3. メロメロ 4. ボロボロ Hãy từ lấy. Hãy, bạn Thành chọn 4. ボロボロ. Hà Nông Định chọn 4. Chốt hạ nhá. Hãy, đáp án là 4. ボロボロ của chúng ta là rách nát tả tơi. Thường khi mà mình nói về sách này hoặc là tấm vải, quần áo gì đó đúng không? Nhưng trong trường hợp này đi với shin tai là cơ thể thì các bạn sẽ dịch là cơ thể bị kiệt quệ đúng không? Vì sao nhỉ? Vì ngày nào mình cũng tăng ca. Được chưa? Mọi người nghe lại nhá. Vì ngày nào tôi cũng tăng ca cho nên cơ thể đã kiệt sức rồi, kiệt quệ rồi, giống như là cơ thể đi rách nát rồi mọi người, thân tàn ma dại đúng không? Hay. Còn số 1 nó chỉ khác một chút xíu là thay tiền tiền bằng ma đự thôi, thì bồ đô của chúng ta là giàn giụa nước mắt mọi người nhá. Nước mắt là gì nhỉ? Namida đúng không? Thì mình sẽ ghép thành câu Namida ga bồ đô nagareru chẳng hạn, được không ạ? Còn ô đô của chúng ta là từ hoảng hốt, lo lắng, bối rối. Được chưa? Cuối cùng từ mero mero là mê mẩn, là cuồng nhiệt. Ví dụ tôi mê mẩn với giọng hát của anh ấy, mình nói thế nào nhỉ? Kare no utagoe ni
mê đô mê đô đà, đúng chưa nào? Nhớ nhá, mê mẩn cuồng nhiệt. Hay. Đúng không? Đấy, thông qua buổi học ngày hôm nay lúc nào chúng ta cũng học lại được rất là nhiều từ mới đúng không ạ? Đấy, đấy là top 100 câu và xin chúc mừng chúng ta đã hoàn thành đến câu cuối cùng rồi, đến câu 100 rồi đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì ngày hôm nay đã cùng nhau vào học với Dũng Modi. Hãy bye bye.